Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tụ thân, cơ hội ngập tràn, cố gắng ắt thành công. Bước sang tháng 5 âm lịch thấy rằng đây là thời điểm đầy hứa hẹn và nhiều thành công đến với những chủ rồng. Tất nhiên, những thành quả tốt đẹp sẽ không tự động tìm tới, bạn cần phải luôn quyết tâm và cố gắng thì mới đạt được điều mà mình mong muốn. Quan đợi phù trợ, sự nghiệp của con dắp này sẽ có những bước phát triển rõ rệt. Người tuổi thân hãy luôn duy trì trạng thái hăng hải, tích cực, sẵn sàng nhận các công việc khó, không ngại nhận thêm các nhiệm vụ. Như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng ghi điểm trong mắt cấp trên. Khi đã nắm trong tay cơ hội phát triển, bạn hãy tự tin thể hiện năng lực bản thân tài lộc vào tháng 5 âm lịch này nhìn chung cũng khá dư giả, chủ yếu là do công việc thuận lợi nên bạn không thiếu các khoản lương, thưởng hay thưởng nóng tăng lương. Với những ai làm ăn kinh doanh có thể chưa thu được quá nhiều lợi nhuận bởi bạn vẫn còn đang trong giai đoạn bắt đầu xây dựng sự nghiệp hoặc danh tiếng. Tuy nhiên, những dấu hiệu phát triển tích cực sẽ giúp bạn có thêm niềm tin tháng 5 âm lịch cho thấy phương diện tình cảm cũng có những tin vui bảo vệ. Người tuổi thìn hãy luôn cải mở trong giao tiếp, buông bỏ những nỗi buồn trong quá khứ. Có như vậy thì bạn sẽ nhận thấy xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người đáng đệ yêu thương. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. Một luận về phương diện, công danh, sự nghiệp. Tháng này có nguyệt lệnh quan đời nâng đỡ, phần trình sự nghiệp của người tuổi thân sẽ trở nên hành thông hơn khoảng thời gian trước đó rất nhiều. Chỉ cần bạn chịu bỏ công sức thì ác thu được những thành quả tương xứng. Với những người vừa bắt đầu đi làm hoặc đang tiếp xúc với những nội dung công việc mới, bạn luôn cảm thấy hăng hải muốn thể hiện sự hiểu biết của bản thân. Chính vì vậy, bạn không ngại nêu lên những suy nghĩ của mình góp ý cho mọi người xung quanh có thể hưởng suy nghĩ của bạn sẽ thổi một luồng gió mới vào cách thức hoạt động đã quá quen thuộc của tập thể với những ai đã có công việc ổn định bạn nhận được sự tin tưởng từ cấp trên lẫn bạn bè đồng nghiệp xung quanh thời điểm này bạn có thể được giao cho phụ trách nhiều công việc quan trọng. Đây chính là cơ hội để bạn khẳng định giá trị bản thân, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng quan tiến chức. Trong thực tế, tháng này do cỏ nhịch mã xuất hiện, tức là muốn gặt hái được thành công, bạn cũng sẽ phải chạy đôn chạy đảo bỏ ra nhiều công sức. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo ngại. Trong khó khăn, gian khổ, thì ác sẽ được đền đáp xứng đáng mọi công sức mà bạn đã bỏ ra. 2. Luận về phương diện tài chính Tình hình tài chính của người tuổi thân vào tháng 5 âm lịch năm quỷ mẫu khá ổn định. Những người làm công ăn lương có thể thu về một khoản khá hơn người làm kinh tế. Với người làm công, bạn dễ nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thậm chí có người ghi điểm trong mắt lãnh đạo nên chạm tay vào cơ hội thăng quan tiến chức tăng lương. Với những ai làm kinh doanh, tháng này là khoảng thời gian thích hợp để bạn bắt tay vào gây dựng sự nghiệp cho mình. Quá trình dốc vốn đầu tư ác sẽ khiến bạn tốn một khoản kha khá. Xong, nếu đưa ra được những định hướng vào quyết định đúng đắn thì tương lai của bạn hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận gấp nhiều lần so với số vốn ban đầu bỏ ra. Một số người có tầm nhìn xa trong rộng, tư duy đi trước thời đại nên bạn dễ dàng nắm bắt các cơ hội và trở thành người dẫn đầu xu hướng. Tất nhiên, đồng tiền chưa thể đổ vào túi bạn ngay được, nhưng tương lai gần thì rất khả quan. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo phương diện tình duyên của người tuổi thân cũng sẽ nhận nhiều tin vui bảo vệ bạn hãy luôn giữ tinh thần tích cực cởi mở với mọi người thì sẽ được nhiều người yêu mến tháng năm này khuyên người độc thân hãy bỏ quá khứ đáng buồn phía sau lưng và hưởng tới những điều tích cực đến tương lai chỉ cần con giáp này chịu mở lòng và nhìn ra xung quanh, bạn sẽ nhận ra rằng xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người xứng đáng để trao gợi trái tim. Nếu được giới thiệu cho một vài đối tượng nào đó thì được ai đó chủ động tiếp cận, bạn đừng nên vội vàng từ chối, hãy thử dành thời gian trò chuyện và gặp mặt trực tiếp đối phương, bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều ưu điểm, thậm chí có tiếng nói chung với mình. Tuy nhiên, với những người đã có đôi có cặp bạn và người ấy được sống trong những tháng ngày ngọt ngào, người ấy luôn quan tâm chăm sóc cho bạn, khiến bạn luôn trở nên thoải mái mọi khi mệt mỏi trong công việc. Mối quan hệ của hai bạn là mẫu hình của rất nhiều người. Đôi khi vợ chồng bạn có thể xảy ra những cuộc tranh cãi, xong bạn biết hạ thấp cái tôi của mình xuống thông cảm và biết đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn. Nhờ vậy mà việc giữ gìn hòa khí trong gia đình cũng chẳng còn khó khăn như trước nữa. 4. Luận về phương diện sức khỏe Phương diện sức khỏe nhìn chung người tuổi thân không có gì đáng lo ngại trong tháng năm nay bạn cần nhắc nhở bản thân tiếp tục duy trì lối sống khoa học ăn uống điều độ rèn luyện vừa sức như vậy thì cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh bạn sẽ luôn có những năng lượng để bắt đầu ngày mới với những ai đang mắc bệnh thì tháng này sức khỏe của bạn cũng có những dấu hiệu cải thiện nhất định đây chính là dấu hiệu đáng mừng vì bạn đã luôn nghe theo lời dặn dò từ bác sĩ, hãy yên tâm chữa trị rồi bạn sẽ khôi phục thể trạng như trước đây. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi nhâm thân sinh năm 1952, mệnh thủy, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, nhiệt tình làm việc, nắm bắt cơ hội để gặt hái thành kích cao. Quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi tý, tiểu nhân, tuổi dậu, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 2. Tuổi Giáp thân sinh năm 1964, mệnh hỏa, nam sao Vân ở, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Bước đầu khởi nghiệp hãy tiếp tục cố gắng để thu hoạch trong tương lai. Quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi mùi, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi hài, màu sắc may mắn, màu tím, màu đen. 3. Tuổi Bỉnh Thân sinh năm 1976, mệnh thổ, nam sao thủy diệu, nữ sao một đức, khẩu quyết, nhân duyên vượng được nhiều người yêu mến, hãy mở lòng mình. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi hài, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 4 tuổi mậu thân, sinh năm 1988, mệnh mộc, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, mạnh dạn thể hiện bản thân, bạn sẽ ghi điểm trong mắt mọi người. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mậu, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. Năm tuổi canh thân, sinh năm 2000, mệnh kim, nam sao Phần hưởng, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Vợ chồng luôn quan tâm, và lắng nghe nhau, khúc mắt không còn tồn tại. Quý nhân phù trợ, tuổi hoài, tuổi mạo, tiểu nhân, tuổi mùi, tuổi tỷ, màu sắc may mắn, màu hồng, màu đen.